nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đoàn 4 và 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, tại thành phố Thuận An, hơn 200 cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã phối hợp làm công tác dân vận với phường Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao. Theo đó, chiến sĩ Trường Quân sự phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, khu phố không rác thải, xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường, xóa quảng cáo, rao vặt, giao lưu thể thao. Đây là hoạt động nhằm hình thành thói quen và ý thức xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh tại khu dân cư và cộng đồng, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân bền chặt, tích cực giúp đỡ nhân dân, xây dựng đô thị xanh, sạch, văn minh, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương trên địa bàn đóng quân. Nhà trường đã trao những phần quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Định và các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.